Video hôm nay chúng tôi sẽ được giới thiệu sản phẩm DIOC 2.0 hiện có mặt trên phiên bản Bullet, Tourette và BTZ với nhiều công nghệ mới. DIOC 2.0 có đèn chiếu sáng kép thông minh là một bước đột phá về chiếu sáng trong ngành công nghiệp an ninh. Có 3 cài đặt chiếu sáng khác nhau để đáp ứng cho các tình huống ứng dụng như IR Mode, Smart Illumination và White Light. Âm thanh được hỗ trợ công nghệ Voice Catcher, các dãy mic kép giúp cải thiện đáng kể chất lượng thu âm của camera với khoảng cách xa hơn và ít tiếng ồn hơn. Thiết bị sử dụng mảng tần số mic kép và thuật toán giảm tiếng ồn để cải thiện chất lượng thu âm. Cụ thể là, nó làm giảm tiếng ồn của gió, âm thanh môi trường và đảm bảo âm thanh tinh khiết hơn ở khoảng cách xa hơn. Ngoài ra, còn có các tính năng một chạm tắt báo động với cổng báo động ngõ vào của camera DIOC 2.0 có thể được kết nối với một hệ thống báo động truyền thống để bật hoặc tắt báo động nhanh chóng. Công nghệ OPC độc đáo của chúng tôi hiệu chỉnh góc khúc xạ của tia sáng tới camera, giúp có thể xuất ra một hình ảnh sáng hơn và rõ ràng hơn với ống kính khẩu độ F1.0. Khẩu độ F1.0 cao cấp cung cấp nhiều ánh sáng hơn, với hình ảnh sáng hơn ở 25 hoặc 30 FPS trong thời gian thực ngay cả khi AI được kích hoạt. Thông qua phần mềm nâng cấp, DIOC 2.0 cũng có thể tích hợp với hệ thống báo động của bạn, thiết lập hoạt động thuận tiện hơn và một hệ sinh thái tốt hơn. Tính năng phòng vệ chủ động cho phép còi báo động, đèn, ánh sáng ấm và đèn chớp xanh đỏ, xua đuổi những kẻ xâm nhập ngay lập tức. DIOC 2.0 cũng có một điểm đáng kinh ngạc là tính năng phát hiện chuyển động thông minh, sử dụng AI để chủ động lọc ra các báo động giả, cho phép khách hàng tập trung vào phát hiện người và phương tiện. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để cải thiện các vấn đề như báo động giả do động vật, ánh sáng và vài thứ khác. Khoảng cách phát hiện bằng AI đã tăng đến 80%. Độ chính xác phát hiện hiện nay lớn hơn 99%. DIOC 2.0 cung cấp khả năng cảnh báo mọi người ngay lập tức thông qua âm thanh tùy chỉnh và đèn chớp cảnh báo xanh đỏ. Bạn cũng có thể cảnh báo người dân trực tiếp bằng loa tích hợp trên camera thông qua ứng dụng trên điện thoại. DIOC 2.0 cung cấp hình ảnh giám sát đầy màu sắc cho chi tiết sống động đáng kinh ngạc trong môi trường ban đêm hoặc ánh sáng yếu. DIOC 2.0 bản nâng cấp hoàn thiện hơn. Vui lòng liên hệ với đội ngũ bán hàng của chúng tôi ngay hôm nay.